Chào mừng các em đã đến với trang laser2.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập 3, trang 51, sách giáo khoa toán 6 cánh diều tập 1. Bài tập số 3 có nội dung như sau: tìm ước chung lớn nhất của từng cặp số trong 3 số sau đây. A nhỏ 31, 22, 34. B nhỏ 105, 128, 135. Vậy thì để tìm được ước chung lớn nhất của từng cặp số trong 3 số sau đây, các bạn hiểu từng cặp số tức là chúng ta sẽ tìm ước chung của 2 trong 3 số của mỗi ý nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi làm ý A trước. Ý A thì để tìm ước chung lớn nhất của 2 trong 3 số này thì trước tiên các bạn phải phân tích cho cô 3 số này ra thừa số nguyên tố. Số đầu tiên là số 31. Thì đã thấy số 31 chính là số nguyên tố rồi, do đó không phải phân tích nữa. Là số nguyên tố. Bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích hai số còn lại là 22 và 34. Thì 22 sẽ bằng 22 thì chia cho 2 được 11. 11 chia cho 11 thì được 1. Như vậy 22 thì bằng 2 nhân với 11. Tiếp theo các bạn phân tích cho cô số 34 ra thừa số nguyên tố. Thế là có 34 này. Chia cho 2. 3 chia 2 được 1. 14 chia cho 2 được 7. Được 17. 17 chia cho 17 được 1. Như vậy 34 thì chính bằng 2 nhân với lại 17. Sau khi phân tích 3 số này ra thừa số nguyên tố rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm ước chung lớn nhất của 2 trong 3 số. Bây giờ chúng ta sẽ tìm ước chung lớn nhất của 31 và 24. Thì các bạn để ý này, 31 là số nguyên tố rồi. Như vậy ước chung lớn nhất của 31 và 24 phải là 1. Tại vì 31 chỉ chia hết cho 1 và 31, như vậy 1 là ước chung của 31. 22 cũng chia hết cho 1, như vậy 1 cũng là ước chung của 22. Như vậy ước chung lớn nhất của 31 và 22 phải là 1. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ tìm ước chung lớn nhất của 31 và 34. Ước chung lớn nhất của 31 và 34. Thì ta có này, 31 là số nguyên tố rồi, như vậy ước chung lớn nhất của 31 và 34 cũng là 1. Rồi tiếp theo chúng ta đi tìm ước chung lớn nhất của cặp số cuối cùng là 22 và 34. 22 và 34. Thì để tìm ước chung lớn nhất của 22 và 34 thì các bạn quan sát cách phân tích ra các thừa số nguyên tố này. Thì ta thấy này, 22 và 34 thì đều có thừa số nguyên tố chung là 2, đúng không? Mà số mũ nhỏ nhất của 2 cũng chính là 1. Như vậy ước chung lớn nhất của 22 và 34 bằng 2. Tiếp theo chúng ta đi làm ý B. Ý B, để tìm ước chung lớn nhất của 2 trong 3 số này, chúng ta sẽ đi phân tích 3 số này ra thừa số nguyên tố. Thì ta có này, phân tích số 105 trước. Ta có 1 cộng 0 cộng 5 thì bằng 6 chia cho 3. Chia cho 3, như vậy 105 chia 3. 10 chia cho 3 thì được 3, dư 1. 15 chia cho 3 thì được 3. 15 chia 3 được 5, xin lỗi. Như vậy là bằng 35. 35 thì chia cho 5. 35 chia 5 được 7. 7 chia 7 bằng 1. Như vậy 105 thì bằng 3 nhân 5 nhân 7. Số thứ 2 là 128. Thì ta có 128. Có sự số thuận cùng là 8, như vậy chia hết cho 2. 12 chia cho 2 thì được 6. 8 chia cho 2 bằng 4. 64 lại chia hết cho 2. 6 chia 2 được 3. 4 chia 2 bằng 2. 32 chia tiếp cho 2. 3 chia 2 được 1. 12 chia 2 được 6. 16 lại chia hết cho 2. 16 chia 2 được 8. 8 lại chia hết cho 2. 8 chia 2 được 4. 4 lại chia cho 2
được 2. 2 chia cho 2 thì bằng 1. Như vậy 128 thì bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 thừa số 2 nhân với nhau. 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2 nhân với 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 thừa số 2 nhân với nhau thì chúng ta viết gọn dưới dạng lũy thừa là 2 mũ 7. Tiếp theo phân tích số 135. Ta có này, 1 cộng 3 thì bằng 4, 4 cộng 5 thì bằng 9, như vậy chia cho 3. 13 chia cho 3 thì được 4. Dư 1. Hạ 5 xuống ta có 15 chia cho 3 thì được 5. 45 thì lại chia cho 3. 4 chia 3 được 1, 15 chia 3 lại được 5. 15 chia cho 3 thì được 5. 5 chia cho 5 còn 1. Như vậy 135 thì bằng là 3 nhân 3 nhân 3 nhân với 5. Ở đây có 3 thừa số 3 nhân với nhau. Các bạn viết gọn được thành là 3 mũ 3 nhân với 5. Sau khi phân tích được 3 số này ra thừa số nguyên tố rồi thì chúng ta sẽ đi tìm ước chung lớn nhất của 2 trong 3 số. Đầu tiên các bạn tìm cho cô ước chung lớn nhất của 105 và 128. Rồi vậy bây giờ muốn tìm ước chung lớn nhất của 105 và 128 thì các bạn quan sát vào hai cái biểu thức mà chúng ta đã phân tích hai cái số này ra thừa số nguyên tố này. Ta thấy này, 105 thì bằng 3 nhân 5 nhân 7 đúng không? Còn 128 thì bằng 2 mũ 7. Như vậy nhìn vào đây ta thấy rằng là 105 và 128 thì không có thừa số nguyên tố chung, đúng chưa? Như vậy suy ra được ước chung lớn nhất của 105 và 128 chỉ có thể bằng 1 thôi. Tiếp theo, các bạn tìm cho cô ước chung lớn nhất của 128 và 135. Ước chung lớn nhất của 128 và 135. Thì quan sát vào cách mà phân tích ra thừa số nguyên tố của 128 và 135. Đây. Thì ta thấy này, 128 thì bằng 2 mũ 7, còn 135 thì bằng 3 mũ 3 nhân 5. 128 có chứa thừa số 2, 135 có chứa thừa số 3 và 5. Như vậy hai số này không có thừa số chung. Như vậy từ đây suy ra ước chung lớn nhất của 128 và 135 cũng bằng 1. Rồi cuối cùng các bạn đi tìm cho cô ước chung lớn nhất của 105 và 135. Ước chung lớn nhất của 105 và 135. Các bạn quan sát vào cách phân tích thừa số nguyên tố của hai số này. Ta thấy này, 105 thì bằng là 3 nhân 5 nhân 7, còn 135 thì bằng 3 mũ 3 nhân 5. Như vậy ở đây có thừa số chung là 3. Thừa số nguyên tố chung là 3 này và 5. Như vậy bằng tích của 3 nhân với lại 5. 3 thì số mũ nhỏ nhất là 1, ta lấy là 1. 5 số mũ nhỏ nhất cũng bằng 1. Như vậy chúng ta sẽ lấy lũy thừa mũ 1. Thế là các bạn thực hiện phép nhân này cho cô. 3 nhân 5 thì bằng 15. Vậy thì ước chung lớn nhất của 105 và 135 chính bằng 15. Như vậy là cô đã vừa dẫn các em trả lời xong bài tập thứ 3 trang 51 sách giáo khoa toàn 6 cánh diều tập 1. Các em hãy truy cập vào trang laygiai.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em vào các video bài giảng tiếp theo.